Hồi bữa thì cũng có một vài bạn hỏi về làm những cái video hướng dẫn về diễn hoạt, nhưng mà lúc đó thì bên mình cũng chưa có thời gian. Hiện tại thì bên mình có thời gian rồi, cho nên mình cũng sẽ làm một cái video chia sẻ thôi, chia sẻ về cách diễn hoạt một cái bước đi ngắn đơn giản. Đây là cách làm của mình. Thì đầu tiên là mình sẽ vẽ nhân vật. Nhân vật của mình là một con mèo. Mình sẽ tua nhanh quá trình vẽ nhân vật. Trong khi vẽ nhân vật thì mình sẽ vẽ luôn bước chạm của nhân vật, là bước contact. Contact là cái bước khi mà gót chân nó chạm vào sàn. Của nhân vật thì sẽ gồm có 4 bước. Bước đầu tiên sẽ là contact, là bước chạm của nhân vật. Tiếp theo sẽ là pose down, là body xuống của nhân vật, là nhân vật sẽ đi xuống, thân thân nhân vật sẽ đi xuống. Sau đó sẽ là tư thế chuyển tiếp, là passing pose, thì nhân vật sẽ hai chân trái phải của nhân vật sẽ chuyển tiếp cho nhau. Rồi sau đó sẽ là tới bộ up, là body lên, thì thân của nhân vật sẽ đi lên. Sau đó chúng ta sẽ trở lại là bộ chạm, là bộ công tắc. Rồi sau khi đã vẽ được nhân vật và được bước chạm, bước contact của nhân vật, tiếp theo thì mình sẽ vẽ tư thế đầu của nhân vật. Chung đây là cách của mình. Thì những người khác thì có thể sẽ diễn hoạt bằng cách là họ vẽ luôn một cái pose như là pose contact, pose up hay pose down. Mình thì mình diễn bằng cách là mình sẽ tách rời những cái phần đó ra, thì mình sẽ vẽ cái đầu trước. Thì đầu thì cũng theo nguyên tắc 4 bước, là bước chạm, bước xuống, bước lên và bước chuyển tiếp. Những chỗ nào mà nó chưa có được mượt thì mình sẽ pha thêm hình. Sau khi vẽ những cái tư thế đầu thì bây giờ mình sẽ vẽ tiếp là những cái tư thế chân. Thì sau bước contact thì sẽ là bước down, là bước đi đi xuống. Thì sau khi mà gót chân chạm rồi thì cái bàn chân bắt đầu sẽ đi lùi xuống. Sau pose down thì sẽ là pose chuyển tiếp, đó là cái pose chuyển tiếp. Thì cái chân, cái thân thân bắt đầu đẩy lên, cái thân bắt đầu đẩy lên. Và sau bộ down sẽ là bộ up. Cái chân sau khi mà được đưa về thì sẽ bắt đầu đẩy lên.
Rồi sau khi vẽ, rồi sau khi vẽ cái chân thì mình sẽ tiếp tục vẽ cái chân còn lại. Rồi sau khi vẽ đủ hết chân thì mình sẽ check xem nhân vật đi nó đã tạm ổn hay chưa. Thế nếu mà mình thấy nó tạm thời ok rồi thì mình sẽ tiếp tục qua tai và đuôi. Thì tai và đuôi thì nó cũng sẽ di chuyển theo nguyên tắc là một vài phần cơ thể không chuyển động đồng thời với cái phần chính như là tóc, rồi tai hoặc là đuôi thì nó sẽ không chuyển động đồng thời theo cái nhân vật chính của mình. Thì đó người ta gọi là follow through. Rồi sau khi mà đã vẽ xong được những cái phần mà râu ria như là tai, đuôi thì mình sẽ bắt đầu mình cho nhân vật đánh tay. Nguyên tắc là tay chân ngược nhau. Nếu mà chân phải bước lên á thì tay trái sẽ đánh ra sau. Tay rộng nhất, hai cái tay quơ rộng nhất khi mà cơ thể thấp nhất. Tay hẹp nhất khi mà cơ thể lên cao nhất.
Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong bước đi.